Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Vân Nam, cũng như là chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với showroom của đại lý xe Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ. Như các bạn đã biết thì tình hình thị trường ô tô mấy tháng vừa rồi ở Việt Nam cực kỳ căng thẳng, bởi vì là các hãng xe đều không có đủ số lượng xe để giao đến tay khách hàng. Và nguyên nhân bởi vì là do trên thế giới hiện tại vẫn còn đang chiến tranh, và thứ hai nữa là dịch bệnh vẫn đang hoành hành, làm đứt gãy cái nguồn cung về linh kiện cũng như là chip bán dẫn bị thiếu hụt, cho nên là các hãng xe đều bị thiếu linh kiện để sản xuất xe và giao cho khách hàng. Thì Mercedes-Benz Việt Nam đã có rất nhiều những cái sự thay đổi cũng như là uyển chuyển để là thêm option dành cho xe, rồi là thay đổi về cái giá bán. Thì hôm nay video này tôi sẽ mời các bạn đi một vòng showroom của đại lý xe Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ để giới thiệu với các bạn về những dòng xe nó có những cái thay đổi gì và những giá bán ra làm sao. Như các bạn đã biết thì showroom của đại lý Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ là showroom rất là lớn, cho nên là hôm nay chúng tôi có điều kiện trưng bày luôn cả 3 màu xe của GLC 200 ở đây, đó là màu xám, màu trắng và màu đen. Ngoài ra GLC 200 còn 2 màu ngoại thất nữa, đó là màu đỏ và màu xanh, thì chúng tôi đang cất ở trong kho. GLC 200 V1 hiện tại cái bản mới này Mercedes-Benz Việt Nam đã trang bị thêm 2 option, đó là hệ thống đèn viền 64 màu và có thể phối 10 kiểu màu khác nhau. Ngoài ra thì thêm một option nữa, đó là ốp bậc lên xuống với dòng chữ Mercedes-Benz phát sáng. Chiếc GLC 200 V1 này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 859 triệu đồng. Bên cạnh tôi đây là hai chiếc GLC 200 Formatic phiên bản V1 năm 2022, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Ngoài ra thì GLC 200 Formatic còn được trang bị thêm 3 màu nữa, đó là màu đỏ, màu xanh và màu xám. Chiếc GLC 200 Formatic này thì đã được Mercedes-Benz Việt Nam trang bị thêm những option như sau, đó là hệ thống la răng 19 inch được thiết kế cực kỳ bắt mắt. Ngoài ra, xe sẽ được trang bị hệ thống đá cốp hand free access, hệ thống chìa khóa thông minh keyless go ở bên trong. Nội thất thì sẽ có ghế da được đục lỗ và được ốp gỗ óc chó màu nâu sần. Chiếc xe này phiên bản mới nhất năm 2022 GLC 200 Formatic V1 đang có giá niêm yết là 2 tỷ 129 triệu đồng. Không thua kém gì những người em của mình, đó là GLC 200 V1, GLC 200 Formatic cũng có bản V1, thì GLC 300 cũng sẽ có bản V1, được tăng thêm những option, đó là hệ thống treo thể thao, rồi là hệ thống hand free access tức là đá cốp, và đặc biệt hơn đó là gói nội thất bên trong được trang bị gói nội thất AMG. Với những option tăng thêm thì chiếc GLC 300 AMG này được trang bị 5 màu ngoại thất, đó là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu xám, cùng với 2 màu nội thất thay đổi, đó là màu đen và màu nâu da bò. Chiếc GLC 300 phiên bản V1 này hiện tại đang có giá bán là 2 tỷ 569 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại. Ngay cạnh tôi đây là chiếc E300 phiên bản mới nhất của năm 2022, đó là E300 V1. Chiếc E300 V1 này đã được Mercedes-Benz Việt Nam trang bị thêm những option, đó là hiển thị thông tin trên kính chắn gió và cảnh báo điểm mù. Được thêm 2 option này cho nên là chiếc E300 phiên bản V1 sẽ có giá là 3 tỷ 129 triệu đồng. Cùng di chuyển sang bên này, chúng ta sẽ có 2 phiên bản của chiếc E200. E200 phiên bản cũ và một E200 nữa, đó là phiên bản mới, phiên bản V1 năm 2022. Chiếc E200 này cũng năm sản xuất 2022, tuy nhiên là chỉ có giá bán là 2 tỷ 310 triệu đồng thôi. Và chúng ta cùng di chuyển sang chiếc E200 V1 để xem là E200 V1 sẽ có những option gì thêm nhé. So với phiên bản E200 Exclusive thì E200 Exclusive phiên bản V1 năm 2022 được tăng thêm khá nhiều option, đó là camera 360, cảnh báo điểm mù trên gương và hệ thống loa Boomaster 13 loa, cũng như là sạc không dây được trang bị luôn trên xe rồi. Nào, chúng ta cùng vào trong xe nhé, để xem nhé. Có thể nói Mercedes-Benz rất là ưu ái cho dòng E200 phiên bản mới nhất, phiên bản V1 năm 2022. Các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta sẽ được trang bị loa Boomaster 13 loa, hệ thống camera 360 và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra chúng ta sẽ có sạc không dây nữa. Tiện đây thì tôi hướng dẫn luôn các bạn cách nhận biết là xe có hệ thống loa Boomaster hay không. Thì đây, chúng ta có thể vào gần phần cài đặt âm thanh để biết được. Đây, hệ thống loa Boomaster sẽ hiển thị ngay trên màn hình này.
hệ thống camera 360 thì chúng ta sẽ có ở đây. Đó, các bạn có thể thấy là camera 360. Cửa bên phải mở cho nên là camera sẽ tự tắt ở bên phải đi. Và một hệ thống nữa đó là hỗ trợ cảnh báo điểm mù đây, các bạn có thể thấy ở đây. Ngoài ra thì xe vẫn như những chiếc xe E-Class khác thì sẽ có hệ thống hỗ trợ phanh chủ động nhé. Và với tất cả những công nghệ đã được trang bị trên chiếc E200 Exclusive phiên bản V1 thì chiếc E200 Exclusive phiên bản V1 này sẽ có giá là 2 tỷ 470 triệu đồng. Có thể nói là Mercedes-Benz Việt Nam đã cực kỳ ưu ái cho người em út trong dòng E-Class, đó là E180 V1. E180 V1 được trang bị những option như sau. Đó là hệ thống cửa hít, hệ thống cốp điện. Ở bên trong chúng ta sẽ có rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai, có cổng sạc tai xi cho hàng ghế thứ hai, và một điểm đặc biệt nhất đó là hệ thống cảnh báo điểm mù cũng được áp dụng trên E180 rồi. Và với những option được tăng thêm như thế thì E180 hiện tại đang có giá bán là 2 tỷ 099 triệu đồng, một mức giá không cao quá so với cái mức giá cũ là 2 tỷ 050. Và ngay cạnh tôi đây là chiếc Mercedes C300 AMG được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Chiếc xe này là chiếc xe mới nhất của Mercedes-Benz Việt Nam nhập về và bán ra thị trường. Chiếc C300 AMG này hiện tại đang có giá là 2 tỷ 399 triệu đồng, mức giá gọi là không có đối thủ. Và tháng này chúng tôi có rất nhiều chiếc xe C300 về, có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và cả màu xám nữa. Tháng này cực kỳ nhiều xe C300 các bạn nhé. Như vậy vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau tham quan một vòng showroom của đại lý xe Mercedes-Benz Asaco 46 Láng Hạ. Các bạn thấy đấy, chúng tôi luôn luôn có những dòng xe, có những mẫu xe cực kỳ hot, có thể giao đến tận tay, giao ngay đến cho các bạn. Ngoài ra thì trong tháng này chúng tôi có những cái mẫu xe ví dụ như là xe C-Class phiên bản mới này, những mẫu xe S-Class hay là GLE, GLS mà các bạn đang chờ mấy tháng nay chưa có xe rồi thì tháng này cũng sẽ về. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm gì về thông tin về xe này, về chương trình khuyến mại hay là về trải nghiệm xe thực tế, lái thử xe thì hãy đến với chúng tôi ở showroom xe Mercedes-Benz Asaco 46 Láng Hạ hoặc gọi cho tôi theo số điện thoại 0989 323 979. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.